Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Video hôm nay Trúc xin chia sẻ với các bạn những cái đồ, những cái mỹ phẩm mà Trúc đã mua được trong chuyến đi du lịch Mỹ vừa rồi. Thật ra thì gần đây Trúc có rất là nhiều những cái sản phẩm mới mà Trúc muốn chia sẻ và giới thiệu đến với các bạn lắm. Nhưng mà để mà gộp lại mà nói thành một cái video haul như thế này thì nó rất là nhiều và rất là dài, câu rất là chán. Cho nên là Trúc quyết định chỉ chia sẻ những cái món đồ nào mà Trúc mua ở bên Mỹ thôi. Tại vì những cái đồ này nó rất là chất lượng và nó rất là khó mua ở bên châu Âu. Với lại là Trúc chỉ sẽ giới thiệu với các bạn những món đồ make up thôi nha. Những cái món đồ này thì có những cái Trúc đã sử dụng rồi và có những cái thì chưa. Cho nên là những cái nào mà Trúc đã sử dụng rồi á thì Trúc sẽ review một tí cho các bạn. Còn những cái nào chưa thì bạn nào mà có những sản phẩm đó giống Trúc á thì các bạn review một tí ở phía dưới cho Trúc biết nha. Những thứ mà Trúc mua thì Trúc đều để hết trong cái túi này. Nhìn vậy thôi chứ không có nhiều đâu, tí xíu à. Ok, và bây giờ Trúc sẽ không dài dòng nữa, Trúc sẽ giới thiệu món đầu tiên cho các bạn. Đó là brush. Cái cây này là Flawless Face Brush. Còn cái này là Mineral Powder Brush. Và cái này là Small Tapered Brush. Những cái chở của Elf thì Trúc chưa từng thử bao giờ. Và Trúc nghe nói là nó sử dụng cũng khá tốt mà lại còn rất là rẻ. Những cái chở này mỗi cây Trúc mua chắc khoảng có 2-3 đô gì à. Trúc không nhớ chính xác bao nhiêu nhưng mà nói chung là không có quá 4-5 đô đâu. Nên cho nên là Trúc mua về thử xem thế nào. Thì cái này, cái Flawless Face Brush này với cái Mineral Powder Brush này á, Trúc dùng để đánh bronzer. Như cái này thì Trúc sẽ đánh như thế này, các bạn thấy không? Nó không quá nhỏ cũng không quá lớn, cho nên là mình dễ tán ngay cái hốc má đây. Còn cái này á, thì Trúc cũng để đánh, dùng để làm bronzer luôn. Như các bạn thấy thì nó mặc dù nó to nhưng mà nó không có phải xòe ra như là cái mấy cái powder brush bình thường, mà nó dẹt, các bạn thấy không? Đó, ở đây này nó dẹt như thế này, cho nên là đánh bronzer cũng khá là dễ. Trúc sẽ đánh như thế này nè, đánh vào cái hốc má như thế này đó. Rồi còn cái small tapered brush này á, thì Trúc để xét mấy cái phấn phủ ở dưới mắt như thế này nè, đó các bạn thấy không, với đánh highlight là vừa luôn á. Không biết chất lượng nó có tốt về lâu dài không sau mỗi lần rửa, nhưng mà nhận xét ban đầu thì Trúc thấy nó thiết kế khá là đẹp, lông khá là mềm mịn và rất là vừa vặn với nhu cầu của Trúc. Cho nên là ok, để Trúc dùng thử xem như thế nào rồi sau đó Trúc sẽ review cho các bạn, hoặc là có thể Trúc sẽ làm một cái video nói về tất cả các loại cọ. Comment ở phía dưới nếu mà các bạn muốn Trúc làm cái video đó nha. Sản phẩm thứ hai mà Trúc muốn giới thiệu với các bạn đó là Hourglass Vio Primer. Trúc mua chai nhỏ dạng sample, tại vì em này hơi mắc, nhưng mà được cái là em ấy rất là hot và được lòng rất là nhiều chị em beauty blogger. Đây là kem lót khoáng có tác dụng làm trung hòa da, kìm dầu, che khuyết điểm, che nếp nhăn, làm cho da đều màu và giữ được lớp makeup lâu trôi. Ngoài ra thì nó còn chống nước, water resistant và SPF 15. Trúc đã sử dụng qua em này 1-2 lần rồi và Trúc thấy tác dụng của nó đúng là như vậy. Cái chất của nó là màu trắng đục, không quá lỏng cũng không có quá đặc. Nó giống như là bột pha với nước gì đó. Nhưng mà mặc dù có cái màu trắng đục như vậy, nhưng mà khi mà các bạn thoa lên da thì cái da mặt của mình nó không có kiểu bị vệt và trắng á. Sau khi mà thoa lên da thì công nhận da láng mịn thiệt, nhưng mà Trúc cảm thấy là nó hơi thiếu ẩm tí. Cái công thức nó hơi khô á, cho nên là Trúc nghĩ cái này chắc là mùa hè sử dụng sẽ thích hợp hơn. Và phải công nhận là nó giữ lớp makeup lâu trôi cực kỳ tốt và Trúc là rất là thích nơi điểm đó. Để Trúc dùng thử một thời gian sau đó xem coi có phải mua full size hay không. Lại tốn tiền nữa. Sản phẩm thứ hai cũng là của Hourglass, đó là Ambient Lighting Palette. Thì ở trong nó có 3 màu. Đó. Đẹp quá. Trời ơi sướng quá. Trúc sẽ swatch 3 màu này cho các bạn xem nhé. Đó. Màu đầu tiên là màu Dim Light. Swatch ở đây. Đó. Đây các bạn, không biết các bạn thấy rõ. Màu thứ hai là Incandescent Light. Đó. Ở đây Trúc sẽ swatch ba cái gần nhau. Và màu thứ ba là
Radiant Light. Đó, các bạn thấy rõ không? Đây, Trúc để gần cho các bạn thấy. Màu đầu tiên này á là Dim Light, màu giữa là Incandescent Light, và màu thứ ba là cái gì ta? Radiant Light. Trúc đã dùng thử hai cái màu đầu tiên rồi. Màu thứ nhất là màu Dim Light này, Trúc dùng để làm phấn phủ. Nhưng mà bị cái là cái màu của nó hơi quá đậm so với da của Trúc á. Như các bạn thấy trên tay Trúc nè, thấy không? Nó hơi hồng hồng á, nhìn nó đậm hơn với da mình. Cho nên là hơi tiếc, là tiếc ở chỗ đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó mình make up kỹ á, giống kiểu như là mình phủ gần hết vùng chữ T nhá, rồi bronzer, highlight các thứ thì nó sẽ rất là đẹp. Tại vì cái phấn của nó rất là mịn, mà trong cái những cái hạt phấn đó thì có những cái hạt phấn li ti phát sáng á, mà không có quá lộ liễu, lên mặt mình rất là sáng, rất là đẹp. Nhưng mà như vậy thì hơi mất thời gian một tí, cho nên là chắc Trúc chỉ sử dụng nó khi nào mà đi dự tiệc hay là đi những cái sự kiện gì quan trọng á. Chừng nào mà mình có thời gian á, thì mình sẽ ngồi mình mần ăn với nó. Màu thứ hai thì Trúc dùng để làm highlight. Như các bạn thấy thì cái màu thứ hai nó có nhũ phát sáng rất là đẹp, sáng hơn nhiều so với cái màu Dream Light thứ nhất. Nó không có bóng bằng Becca đâu, nhưng mà cái dạng của nó là dạng kiểu phát sáng không lộ liễu á, cho nên là nó rất thích hợp với những lúc mà mình không muốn trang điểm quá, mình muốn kiểu make up tự nhiên chút á, thì cái màu này rất là thích hợp. Còn màu thứ ba này á thì Trúc vẫn chưa sử dụng nó. Trúc vẫn đang suy nghĩ là không biết sử dụng nó như thế nào. Có thể là sẽ sử dụng nó để làm bronzer, tại vì cái màu nó hơi cam nâu nâu á, cho nên là để mong muốn Trúc thử xem như thế nào. Sản phẩm tiếp đến đó là phấn phủ dạng khoáng của Laura Mercier, Translucent Loose Setting Powder. Trúc vẫn chưa sử dụng thử nha. Cái này thì Trúc nghe review về nó từ lâu lắm rồi, có rất là nhiều người khen, và nó cũng là một trong những sản phẩm best seller của hiệu. Kiểu nó rất là kỳ diệu luôn á. Khi mà các bạn phủ phấn này lên mặt á, thì mà các bạn sẽ mịn màng, rạng ngời và flawless, trông thấy rõ luôn. Trúc thì chưa có thử nó lên mặt bao giờ, nhưng mà kiểu chỉ thử nó lên tay thôi đó, mà đã thấy sự khác biệt sau khi mà đánh phấn lên rồi. Nó mịn mà nó rất là đẹp các bạn. Và cái hộp mà các bạn thấy trong video bịt mắt make up challenge á, mà em Trinh lấy để làm bánh á, thì là cái hộp này. Hai cái khác nhau nha các bạn. Cái hộp này là Secret Brightening Powder. Cái này cũng là phấn phủ khoáng, nhưng mà nó đặc biệt là dùng để phủ cái phần da dưới mắt này nè các bạn. Đó, khi mà các bạn dùng kem che khuyết điểm để cho vòng thâm mắt xong thì các bạn set cái bột này lên. Hai cái này á, nhìn á, cái kiểu dáng thì nó giống nhau, nhưng mà cái bột trong hai cái hộp này thì nó khác nhau nha các bạn. Nhìn đó, Trúc để gần nhau thì các bạn có thể thấy là hai cái màu nó khác nhau đúng không? Cái hộp này á, thì cái màu nó hơi ngà ngà tí. Còn cái này á, thì nó trắng và trong suốt hơn. Và ở trong đó thì nó có những cái hạt phát sáng li ti li ti á, để mà khi mà các bạn đánh dưới cái quầng thâm mắt này nè, thì nó che đi cái quầng thâm, thấy rõ rệt luôn. Và nó làm mặt mình kiểu bừng sáng lên á. Trúc đã thử nó rồi và phải nói là nó cực kỳ kỳ diệu luôn á. Các bạn mua thử đi. Và các bạn chỉ cần đánh thử một bên mắt thôi nha, là các bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa một bên đánh rồi và một bên chưa đánh. Đẹp lắm. Tiếp theo đó là phấn bronzer Hoola của Benefit. Cái này thì cũng rất là nổi tiếng rồi, và Trúc cũng nghe rất là nhiều review về em này, và cũng có rất là nhiều beauty blogger thích nó. Mỗi lần mà Trúc đi Sephora là Trúc cứ lấy em này là Trúc swatch, mà Trúc không dám mua tại vì nó cũng hơi mắc á. Ở bên đây thì bán gần 35-36 euro gì một cái full size. Bỏ 30 mấy euro ra để mua một cái bronzer thì Trúc thấy nó quá là mắc đi. Cho nên là lần nào ra cũng chỉ thử thôi chứ không dám mua. Cho nên là khi mà đi Sephora ở Mỹ á, Trúc thấy em này có dạng sample chỉ có mười mấy đô la thôi là Trúc không suy nghĩ là quất liền. À, bên Mỹ á, được cái Trúc thích này nè, nó bán rất là nhiều những cái mỹ phẩm dạng sample cho mình thử á. Trúc thấy vậy nó rất là hay, tại vì có những cái mình không có cần phải
dùng full size, các bạn ví dụ mấy cái bronzer này xài biết bao giờ mà hết, đúng không? Tức là mình chưa kịp xài hết là nó đã hết hạn rồi. Đó, mua dạng sample như thế này thì nó vừa rẻ mà vừa đủ xài cho mình nữa. Với lại có những cái sản phẩm dưỡng da mình cũng không biết sử dụng nó như thế nào ấy, mình cũng chỉ cần mua một tí xíu về để mình dùng thử coi chừng nào hợp thì mình mới mua full size, đúng không? Đó, bên Mỹ bán rất là nhiều những cái sample rất thích tên thích. Tại sao bên Pháp không có? Cái em Hula này thì nó là bronzer matte, phấn matte. Và khi mà Trúc cũng, Trúc chưa dùng thử lên mặt luôn nhưng mà cũng thử lên tay rồi á. Swatch cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái màu nó cũng dịu, khá là tự nhiên. Đó, Trúc nghĩ là cái này mà đánh bronzer lên mặt chắc là đẹp lắm, để mốt thử rồi review cho các bạn sao. Hôm bữa cũng thấy em Trinh có đánh thử lên mắt á, thấy màu cũng khá đẹp á nhé. Các bạn thấy là có những cái Trúc mua trùng với hầu của em Trinh, tại vì hai chị em đi chung với nhau. Đứa này vụ qua, đứa này vụ lại, mua giống nhau. Nói đến bronzer thì phải nói đến highlight, đúng không? Và highlight ở đây Trúc nói, Trúc nghĩ là chắc các bạn cũng đoán được. Yeah, đó là Becca. Nhưng mà không phải Champagne Pop. Thì như Trúc có nói với các bạn ở video trước là Trúc đã đi hết mấy cái Sephora mà Trúc có thể đi được ở bên Mỹ để tìm Champagne Pop, nhưng mà tất cả đều out of stock. Chỉ có cái tester thôi mà Trúc đã lấy để thử trên tay thì thấy đúng là cái màu đó tuyệt vời, tuyệt đẹp. Nhưng mà tiếc quá giờ không có thì Trúc phải mua cái khác thôi. Thì cái màu mà Trúc mua là Moonstone. Màu cũng khá là đẹp các bạn. Đây, đó, cái màu Becca thì nó hơi tó màu hơn tí, nó hơi cam cam nâu nâu á, nên là lên mặt thì nó tự nhiên hơn, nhưng mà cái màu này cũng đẹp các bạn. Đó, hôm nay Trúc cũng sử dụng cái đó nè, các bạn thấy sao? Bởi vì trước đó là châu Âu với Pháp không có chỗ nào ở ngoài, hay là trên web cũng không có chỗ nào bán Becca hết, cho nên là Trúc bắt buộc phải lấy một cái thôi. Nhưng mà tin vui cho mấy bạn là bây giờ những bạn ở châu Âu có thể mua được Becca, tại vì vừa rồi Trúc thấy trên site The Beauties nó có update sản phẩm Becca lên web của nó. Nhưng mà tin buồn là cũng không có Champagne Pop nha. Cái ngày mà nó update lên là Trúc vô Trúc coi liền luôn, không có Champagne Pop. Chỉ có mấy cái màu Moonstone, Opal, rồi mấy cái màu còn lại đó Trúc quên tên rồi đó. Cho nên là nếu mà bạn nào ở châu Âu mà muốn mua Becca thì các bạn vô site The Beauties thebeauties.com, Trúc sẽ để link ở dưới cho các bạn xem nha. Tiếp đến là một vài sản phẩm của e.l.f. Đầu tiên là Palette Contouring Blush và Bronzing Powder. Cái này là, cái này chắc nhiều bạn cũng biết, chắc nhiều bạn cũng thử qua rồi. Đây, đẹp quá. Mà cái này rẻ rè có 4-5 đô la gì các bạn. Thì Trúc đã sử dụng thử rồi và nó không hề tệ tí nào. Rất là đẹp các bạn. Đặc biệt là cái bronzer này Trúc rất là thích. Để lên cho các bạn xem. Đó, khá là tự nhiên. Còn cái phấn má hồng nữa. Nhưng mà cái má hồng thì Trúc thấy nó hơi kiểu quá là đậm màu á. Cho nên là khi mà đánh cái này thì mình phải hơi cẩn thận, lấy một tí thôi. Đó, những cái sản phẩm e.l.f. này thì ở bên Pháp cũng có, nhưng mà nó bán mắc hơn tí so với Mỹ, cho nên là Trúc phải lợi dụng mua ở bên đó luôn chứ. Sản phẩm e.l.f. tiếp theo đó là Baby Blush. Để Trúc mở ra, Trúc chưa thử nữa, chưa sử dụng, chưa mở ra luôn. Cái này thì Trúc có thử, Trúc có thử ở cửa hàng á. Cái này nó giống như là highlight các bạn, nó có nhũ. Khó quá. Tê tê, dễ thương ha. Thử ra tay cho các bạn luôn. Nhìn đẹp ha. Đây, chết mẹ. Sorry. Hết chỗ thử. Đây, thử đây. Đây, các bạn thấy không?
cũng sáng bừng nữa chứ, đúng không? Cái này thì chắc Trúc sẽ làm highlight á, tại vì nó không có hồng nhiều, nó cũng hơi hồng hồng các bạn, nhưng mà để mà đánh blush thì nó hơi nhạt, cho nên là Trúc nghĩ chắc Trúc sẽ thử dùng để làm highlight xem như thế nào. Sau lần này như Trúc mua toàn là kiểu highlight phấn với bronzer không mà. Rồi, đây là xong phần 1, đó là những sản phẩm dùng trên mặt. Phần 2 thì chỉ là xong môi thôi, Trúc mua cũng khoảng 5-6 cây gì đó để dành để phần cuối để giới thiệu cho các bạn, vừa review vừa swatch luôn. Đó, vừa đếm là thì kỳ này Trúc mua 8, tất cả là 8 cây son, nhưng mà 4 hiệu, mỗi hiệu mua 2 cây, mắc cười quá. Mua 2 cây của MAC, 2 cây của Ofra, 2 cây của Kat Von D, Charlotte Tilbury. 2 cây MAC này đều là dạng matte hết. Cây đầu tiên là màu Persistence, là cũng là cái màu hôm nay Trúc sử dụng này các bạn. Trúc sẽ swatch lên tay cho các bạn xem. Đó, thấy không? Đây là màu, theo Trúc nhận xét thì nó là màu hồng cam đất. Tại vì lúc đầu thì nhìn cái thỏi này thì Trúc thấy nó là, Trúc thấy nó giống màu cam đất, nhưng mà khi mà đánh lên thì nó cũng hơi ánh ánh hồng một tí các bạn. Bạn thấy gì không? Đó, thì cái màu này màu lì, thì cái chất son lì của MAC thì chắc nhiều người cũng biết là nó hơi bị khô á, cho nên là lúc nào cũng phải sử dụng màu. Thật ra Trúc đánh son lì hay là không lì hay là bóng gì, Trúc lúc nào Trúc cũng phải dùng son dưỡng hết, nhưng mà son lì của MAC thì nó khô quá, theo Trúc thấy là vậy đó. Nhưng mà cái màu của nó thì quá đẹp, phải công nhận. Còn cái màu thứ hai mà Trúc mua đó là màu chili. Đây, để Trúc swatch lên tay cho các bạn xem nhé. Đó, thì cái đợt đó Trúc đi là Trúc tìm cái màu cam đất, cho nên là những cái son nào mà nó có hơi cam cam tí á là Trúc mua về thử. Này, các bạn thấy không? Cái này là dòng son matte, nhưng mà Trúc không biết là nó có làm lộn không hay là nó để packaging nhầm hay sao á, tại vì cái màu chili này khi mà Trúc đánh lên môi á, Trúc không có bị khô môi mà nhìn nó kiểu giống creamy matte hơn á, các bạn thấy không? Nó hơi ánh, nó hơi bóng bóng hơn tí so với cái màu đầu, các bạn thấy không? Mà hai màu này đều là cùng một dòng matte nha. Đó, thì cái màu thứ hai này Trúc đánh lên nó, Trúc không có bị khô môi, không hiểu sao. Đó, cái màu thứ hai thì nó giống với màu cam đất hơn, đúng không các bạn? Thì các bạn cứ xem Trúc swatch lên môi nha, rồi nhận xét và nói Trúc xem thì màu chính xác nó màu gì nha. Tại vì Trúc rất là dở trong cái việc mà định nghĩa màu sắc. Cái này chắc phải nhờ em Trang qua nói giùm. Và tiếp theo đó là hai cây của Ofra, là hai cây sau này là của em Kathleen Light, chắc nhiều bạn biết rồi. Một cây là Miami Fever và cây còn lại là Havana Night. Trời ơi, hai cái màu này các bạn biết là Trúc ao ước, trời, Trúc nằm mơ về nó rất là lâu rồi. Tại vì cái này ở bên Pháp là không mua được mà, cái này không thể mua được. Mà ở ngay cả bên Mỹ thì cũng mua online được thôi, chứ nó đâu có store ngoài đâu mua. Đó, thì cái này là Trúc nhờ em Trinh mua giùm nè. Cái màu Miami Fever thì chắc nhiều bạn cũng biết đến rồi. Swatch lên tay với lên màu cho mọi người xem. Công nhận cái màu nó lạ ghê ha. Nói chung là Trúc rất là thích cái màu của em này. Nó lạ, nó không có đụng hàng ai luôn á. Đó, giờ Trúc chưa có thấy cái màu nào trùng với cái màu này hết á. Mà đúng là lên môi mỗi người mỗi khác. Còn đây là màu Havana Night. Màu này thì là màu đỏ bọt đô. Nhìn á, nhìn cái này thì thấy màu hơi đậm, nhưng mà khi mà đánh lên môi thì nó không có tối màu lắm. Nó là một màu đỏ bọt đô rất là đẹp các bạn, đỏ rũ á. Nói chung là Trúc rất là hài lòng thấy cái màu này. Và cái chất son này nó cũng làm Trúc bất ngờ, tại vì thường son kem mà lì á thì nó hay bị khô, mà cái chất son Off-White này nó không hề làm môi mình bị khô tí nào luôn. Và đáng tiếc là bên Pháp lại không mua được cái này, chứ nếu mà
mua được chắc Trúc sẽ phải bắt buộc Trúc phải mua thêm một vài màu nữa về thử, tại vì cái son nó cái màu nó lên đẹp, dễ đánh, dễ tán mà lại không bị khô môi nữa. Tiếp theo là của Kat Von D. Trúc mua hai loại, một loại son kem, một loại son thỏi. Cái màu son kem này là Double Dare. Cái son kem này là cái màu son mà Trúc sử dụng trong video trước đó, mà nhiều bạn cũng hỏi đến là Trúc sử dụng thêm son gì thì Trúc cũng nói luôn là Trúc sử dụng em này nha. Son kem Double Dare của Kat Von D. Cái này thì cũng rất là dễ đánh, cái chất son cũng hơi giống giống. Oh, sorry các bạn. Đó. Cái chất son kem của nó cũng hơi giống giống Opha, nhưng mà nó bị một cái như vậy nè. Mấy cái này thì mấy bạn bên Snapchat biết là khi mà đánh lên á, Trúc không có bị khô môi, nhưng mà nó cái son nó dính dính cái môi mình, nó khi mà các bạn bậm hai cái môi lại như thế này thì hai cái môi của bạn sẽ bị dính giống như là có keo ở trên đó vậy đó. Nó hơi kỳ kỳ á, thấy hơi đáng tiếc ở chỗ đó thôi. Không biết mấy bạn, các bạn khác dùng cái son này có bị như vậy không, mà Trúc sử dụng đó thì Trúc thấy nó bà môi vậy, nó dính mắc cười lắm. Cái này thì môi Trúc cũng không có bị khô nhanh, nhưng mà nó Trúc cảm thấy là nó không bằng cái son Ofra là Trúc không có thấy bị khô gì luôn, nhưng mà cái này thì khoảng sau 3-4 tiếng thì môi bị khô, phải dùng son dưỡng môi lại đó. Nhưng mà cái màu thì Trúc rất là ưng luôn, màu matte rất là đẹp các bạn, như các bạn có thể thấy trong video trước. Đỉnh mất. Còn cái son thỏi này là màu Lovecraft. Đây cũng là màu hồng nude, nhưng mà khi mà đánh lên thì nó không có nude lắm, mà là màu hồng hơi cũng hơi nghiêng nghiêng về màu hồng rút tí. Em này đánh lên môi khá là mềm, dễ tán, dễ đánh. Màu của nó thì rất là đẹp, rất là dễ đánh và phù hợp cho mọi loại da. Nhưng mà Trúc thấy nó cũng không có gì là đặc biệt cho lắm. Được cái thì Trúc rất là thích cái packaging của nó. Đẹp các bạn, mà lạ. Và hai cái son cuối cùng đó là Charlotte Tilbury. Một cái là của Ponger và một cái là Walk of Shame. Cái này Trúc cũng nhờ bé Trinh mua giùm Trúc. Màu Ponger này đúng là một màu cũng rất là lạ. Trúc cũng chưa thấy là nó đụng hàng với màu nào hết. Lên tay thì như thế này. Xin lỗi các bạn là hai cái son Charlotte Tilbury này Trúc không có làm video swap lên môi ở đây luôn, tại vì Trúc muốn để dành sau này Trúc sẽ làm một cái video swap riêng về Charlotte Tilbury thôi, tại vì Trúc đã có hai cây rồi, bây giờ Trúc muốn mua thêm hai cây nữa. Đợi chừng nào Trúc có khoảng 5-6 cây thì Trúc sẽ làm một cái video swap riêng. Như vậy thì khi mà sau này các bạn muốn xem những cái màu của Charlotte Tilbury thì các bạn có thể dễ tìm hơn là Trúc swap luôn trong đây. Đừng có ghét Trúc nha. Đó thì ở đây thì bây giờ Trúc chỉ swap lên tay cho các bạn thôi. Cái này thì Trúc được em Trinh recommend cho Trúc, và khi mà mua về thì Trúc rất là hài lòng. Lên môi rất là đẹp các bạn, mà kiểu nó rất là lạ, mà nó nhìn nó sang sang, không có bị quá già lắm đâu. Mặc dù là cái màu nó hơi sậm tí, nhưng mà nó không có làm mặt mình bị già. Nhìn nó rất là sang, mà kiểu nó tiểu thư thì sao. Còn màu cuối cùng đó là Walk of Shame. Cái này nổi tiếng chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Trúc cũng swatch lên tay đây. Đây là màu đỏ hồng hơi sậm một tí. Nó cũng hơi giống Ponger, mà không phải là giống, nhưng mà nó cái tông màu là giống cái tông Ponger, nhưng mà nó nhạt hơn, cho nên là nhìn cái màu nó tươi hơn. Thật ra lúc đầu Trúc chỉ định mua một cây thôi, tại vì nhìn lên ship thấy hai màu nó giống giống nhau á, mà thấy cái nào cũng đẹp hết, cho nên thôi mua hai cây luôn. Đó, các bạn thấy màu rất là đẹp. Cái chất son Charlotte Tilbury á thì tuy là son matte, nhưng mà khi mà đánh lên Trúc thấy nó hơi bóng bóng tí, giống như là nó có chất dưỡng trong đó vậy đó, cho nên là môi mình cũng không có bị khô. Nó Trúc thấy nó giống, cái chất của nó giống creamy matte hơn là matte. Ok, thì đó là những cái sản phẩm make up mà Trúc đã mua được trong cái lần đi chơi vừa rồi. Và các bạn nhớ là có mấy cái sản phẩm mà Trúc chưa có sử dụng thử á, thì các bạn nào mà dùng thử rồi nhớ review ở phía dưới cho Trúc biết nha. Và nói chung là những cái đồ này Trúc rất là hài lòng, tại vì mua ở bên đó
vừa không mắc mà lại vừa độc nữa. Tại vì bên đây đâu có mua được đâu, không phải mua được, cũng mua được nhưng mà rất là khó và rất là mắc. Có một điều là Trúc hơi hụt hẫng ở bên Mỹ, đó là khi mà đi mua đồ á, cái giá tiền mà nó ghi á là nó không có tính tax luôn trong đó. Khi mà tính tiền á thì mình phải trả thêm tax. Cái đó hơi bị hụt hẫng. Đâu biết đâu, thấy lần nào đó tính tiền thấy cũng mắc hơn á, thì nhìn ra thì thấy nó cộng thêm tax ở trong đó. Nhưng mà nó hơi lụ đạn cái nữa là trong cái phiếu, cái hóa đơn tính tiền của nó lại không ghi tax là bao nhiêu phần trăm hết, mà nó chỉ ghi giá tiền của cái tax đó thôi. Ví dụ như là 100 đô la thì tax là 10 đô chẳng hạn, nó ghi tax 10 đô chứ nó không có ghi là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền đó. Cái đó cũng hơi thấy ghét á. Cũng nghe nhiều người nói là mỗi vùng thì nó có tax khác nhau. Ở New York hoặc là Trúc mua thử một vài sản phẩm thì tax nó khoảng 8-9% gì đó. Sau khi mà nghe Linh nói là mỗi vùng tax khác nhau á, cho nên là Trúc stop liền, Trúc chỉ mua một hai thứ ở New York thôi. Sau đó thì Trúc đợi về Boston để trình dẫn Trúc đi mua á, thì ở dưới đó thì tax rẻ hơn khoảng 4-5% thôi. Và nói chung là Trúc rất là vui và hài lòng về cái haul này. Ok, và video hôm nay của Trúc đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Trúc hy vọng các bạn đã có một thời gian thư giãn sau khi mà xem video của Trúc. Đừng quên like video này và subscribe cho kênh của Trúc nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp các bạn vào những video lần sau. Bye bye.